Đồ cá Nhật Bản.com chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay tiếp tục em lên cước cầu nhà hàng bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 30.000 trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là em có để trên màn hình nha. Rồi, đầu tiên là mã số 1 nha. Rồi, đầu tiên là em có dòng gì đây. Rồi, đầu tiên là em có dòng cước BE nha mọi người. Cước BE là sự kết hợp giữa cước và BE giúp dây cực kỳ chắc khỏe luôn. Loại này là bao nhiêu mét? 150 mét. 0.40 là tương đương với cước số 6, sức tải là 32 là B là 14 kg nè, 1 2 3 4 5. Rồi 4 cuộn tặng 1 cuộn giá bao nhiêu? Giá chỉ có 200k. Đấy. 4 cuộn tặng 1 cuộn giá 200k nha, là tổng chiều dài của một người là cho 5 cuộn 500 m đi, mã số 1 giá 200k. Tiếp tục mã số 2. Rồi, mã số 2 tiếp tục là em có một dòng cước dành cho về cho anh em săn hàng này. Loại này là 80 m trên 1 cuộn. Đấy. Dây này là dây 80 nha mọi, dây là dây là 0.80 tương đương với cước số 16. Đấy. Loại này là bao nhiêu mét trên một cuộn? Loại này là 80 mét trên một cuộn này. 1 2 3 4 5 cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 5 cuộn này để cho anh em giá là chỉ có 250k thôi. 250k trên 5 cuộn nha, dây liền với nhau. Đấy, dòng này thì sapan này, dòng này thì cực kỳ trâu bò luôn. Hình con báo. Dây màu trắng nha. 250k, dây số 16, mã số 2. Tiếp tục mã số 3. Rồi, mã số 3 tiếp tục là em có dòng cước flow carbon này. Flow carbon loại này là 0.28, sức tải là 9,9 kg, flow carbon 100%. Đây. Là dòng cước tàng hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn nha mọi người. Đây, dây đây. Super fishing line 500m 0.28, sức tải 9,9 kg, flow carbon 100%. Mềm mịn tàng hình và không bụi xoắn. Rồi, cuộn này là cước thẻ nha mọi người. Cuộn này 500m để cho mọi người giá bao nhiêu? Cuộn này 500m. Sức tải 9,9 kg. Rồi, cuộn này để cho anh em giá chỉ có 400k. Rồi, tặng thêm một cuộn trục nữa nè. Một cuộn dây trục nữa, loại này là dòng nylon với lại carbon nha mọi người. Dòng này nylon bộ độ dài là 200m, dây số 3, hàng chưa qua sử dụng luôn. Rồi, cuộn này 500m tặng thêm cuộn 200m này nữa, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 400k, mã số 3. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 thì em cũng còn một cuộn số 3 y như vậy luôn. Đây. Mã số đâu rồi? Đây cũng màu trắng luôn nha mọi người. Về được hai cuộn đây. Hai cuộn màu trắng này, cuộn này cũng màu trắng nha. Cuộn này cũng màu trắng 0.28 này, đây, hai cuộn nha. Rồi cuộn này giá cũng là bao nhiêu? Cuộn này giá cũng là 400k nha. 0.28, sức tải 9,9 kg, dây là dây màu trắng. Rồi tặng cho anh em thêm một cuộn loại này là 200m dây số 3 luôn, tặng y vậy luôn. Rồi. Và tổng chiều dài là 700m nha. Anh em nhìn sợi dây này. Đấy, dòng này là nylon với carbon, còn này là fluoro carbon mềm mịn và dây không bị xoắn nha. Đấy. Mã số 4 giá cũng là 400k. Tiếp tục mã số 5. Rồi, mã số 5 tiếp tục là em có dòng cước BE nè. Đây. Cước BE loại này nè, loại này là 0.30 nè, loại này là tới 0.66 nè. 0.30 độ dài là 100m, loại này là 3 cuộn nè, loại này là 0.40, sức tải 32 là B. Rồi loại này là 4 1 2 3 là 300m nè. Loại này là 150m nè, tao cho 1 2 3 là 600m đi. 600m hai lốc này để cho anh em giá bao nhiêu? Hai lốc này để cho anh em giá chỉ có 250k là 6 cuộn này nha. Mã số 5. Tiếp tục mã số 6. Rồi, tiếp tục mã số 6. Mã số 6 tiếp tục là em có con bass này, con này là con báu nha. Dạ, dòng này là dòng nylon. Rồi. Là 0.40 nha. 0.40 tương đương với cước số 6. Độ dài là 500m trên 5 cuộn này luôn. Đấy. 0.40 tương đương với cước số 6, sức tải là 12 kg. Rồi, quy lốc này để cho anh em giá bao nhiêu? Hai quy lốc này để cho anh em giá chỉ có 250k. 100, 200, 300, 400, 500m dây liền với nhau nha. Rồi. Và cuộn này to em không nghĩ là dây này dây số 4 nha mọi người. À dây số 6. Giá là 250k. Mã số 5. À mã số 6 chứ. Tiếp tục mã số 7. Rồi. Mã số 7 tiếp tục là em có dòng cước này. Dòng cước này là dòng cước chuyên về cho mọi người câu biển, câu nước ngọt rồi nha. Là dòng cước flow carbon. Tàng hình mềm mịn và không bị xoắn. Đây. Dòng Super Fishing Line 500m 3.5 là 0.30, sức tải là 10,6 kg. Rồi, bây giờ là đây. Là một dòng cước tàng hình mềm mịn và không bụi xoắn nha. Anh em nhìn sợi dây này. Dây cực kỳ đẹp luôn nha.
Rồi cuộn này là 3.5, là tương đương với 0.30 sức tải 10 kg, là dòng cước tàng hình mềm mịn và không bụi sắn nha, dòng là dòng cước khéo. Rồi cuộn này 500m để cho một người giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k. 400k sẽ thêm cho một người một cuộn flow carbon, loại này là 3.0 0.28 sức tải là 9.9 kg. Cuộn này 400k tặng thêm cuộn này, giá vẫn chỉ có 400k. Đây, cũng flow rô carbon 100% dây màu trắng nha. Cuộn này là dây dây ba màu, nhưng mà dây này là dây tàng hình nha mọi người. Đây, anh em nhìn sợi dây này. Đó, khi mà nó xuống là nó sẽ thành màu trắng nha, nó không còn màu xanh như thế này nữa. Nó dây tàng hình ba màu, mã số 7, giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 8. Rồi. Đây, tiếp tục mã số 8 này. Mã số 8 tiếp tục là giới thiệu cho anh em dòng này là dòng Fixi-Line, dòng Super Carbon. Dòng này là dòng flow carbon 100% này, 0.50 sức tải 21 kg, là một dòng cước tàng hình mềm mịn và không bụi sắn nha. Anh em nhìn sợi dây cước này. Dòng này nó là dòng cước ba màu nha. Đây, khi nó ra này, nó ra là nó sẽ thành màu, đây, nó sẽ thành màu trắng xanh, chứ là thành kiểu như màu trắng trắng này, thấy không? Đấy, nó là dòng cước tàng hình mềm mịn và không bụi sắn. Cũng nhà độ dài là 500m nha, cước khéo. Nhưng mà mọi người có vẻ thể để làm trục nha. Loại này là chuyên cho mọi người câu biển, dòng cước tàng hình mềm mịn và không bụi sắn. 500m 8.0 là 0.70 sức tải 21 kg. Cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k, là 8.0 sức tải 21 kg. Thêm cho một người một cuộn flow carbon, loại này là số 6, 0.40 sức tải là 17 kg. Cuộn này cũng phải xin like, nhưng mà cuộn này màu trắng, cuộn này màu ba màu, đều là cước tàng hình mềm mịn và không bụi sắn nha. Rồi giá đều là 400k, mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Rồi, mã số 9 tiếp tục là giới thiệu cho anh em một dòng PPE nha. Loại này là dòng PPE IGK, dòng là chuyên về cho anh em lua nha mọi người. Đây, IGK Made in Japan này. Con này thì đây, nó là 3.000 yên nha mọi người. Đây, sức tải là 18 kg, hàng này chưa qua sử dụng này. Độ dài là 150m, dây là dây màu trắng xanh xanh thế này. Đây anh em nhìn này, dây siêu mịn nha, mã QR của nó này, 18 150m, Made in Japan nha. Dòng này thì cực kỳ khỏe, cực kỳ trâu luôn. Rồi, dây chuyên cho anh em lưu lóc lưu biển, mã số 9. Cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, cuộn này để cho anh em giá chỉ có 350k. Dây số 2. Rồi, dây này dây số 2 này. Rồi, cuộn này sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn lander dòng, đây, một cuộn lander số 6 nha mọi người. Một cuộn flow carbon lander này. Dòng này là Sipir lander số 6, 50m, 0.40 sức tải 15 kg, fluoro carbon. Cuộn này tặng cuộn này mã số 9. Giá bao nhiêu, giá vẫn chỉ có 350k. Tiếp tục mã số 10. Rồi, tiếp tục mã số 10. Mã số 10 tiếp tục là em có dòng cước Shimano này, dòng Shimano Pitbull, dây cước màu trắng nha. Đấy, dây là dây màu trắng này. Đấy, dây là dây màu trắng. Cuộn này là cuộn số dây số 6 nha, sức tải 15 kg, 100m. Rồi, thêm anh em một cuộn số 9 nữa nè. Cuộn số 9 là đây, số 9 nè, 21 kg nè, mùa dài là 100m. Cuộn này tặng thêm cuộn này giá bao nhiêu, giá vẫn chỉ có mã số 10. Cuộn này, hai cuộn này nha, hai cuộn này để cho anh em giá chỉ có 200k nha, cước màu trắng của Shimano, mã số 10. Tiếp tục mã số 11. 11 tiếp tục là em có dòng PE nha mọi người. PE loại này là 1.5, độ dài là 150m, sức tải là 10 kg nè. Đây, anh em nhìn nè. Dòng này là dòng Xpander Omnisum 1.5, 150m số 10 này, mã QR này, dây là dây màu xanh trắng thế này. Đây, cuộn này 150m, hàng chưa qua sử dụng. Đây, IGK này, Made in Japan này, anh em nhìn nè. Rồi, sức tải 10 kg. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, giá vẫn chỉ có 350. 350 này sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn Spear. Dòng này là chuyên cho anh em luôn này. Loại này là số 10, độ dài là 50m, fluoro carbon. Đấy, 0.60 Made in Japan. Cuộn này tặng thêm cuộn này giá bao nhiêu, giá vẫn chỉ có, cuộn này tặng cuộn này chỉ giá 350k, mã số 11. Rồi, tiếp tục mã số 12 nha. 12 tiếp tục là em có một dòng cước flow carbon này, fluoro carbon 100%, 0.50 sức tải là chủng 21 kg nha. Dòng này là Super Fixi-Line nè, là dòng cước fluoro carbon, là dòng cước tàng hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bụi sắn. Rồi, cùng lại mã số 12 để cho anh em giá bao nhiêu, cùng lại để cho anh em giá chỉ có 400k, là 8.0, là sức tải 21 kg nha, fluoro carbon 100%.
cho thêm anh em một cục flow carbon nữa. Sẽ thêm anh em một cuộn flow carbon 7.0 nha, 0.45, sức tải 18 kg, cuộn này tặng cuộn này mã số 12, giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 12 giá vẫn chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 13. Rồi. 13 tiếp tục là em có dòng PE này, loại này là 150m 2.5 là sức tải 22 kg, là dòng cứ PE. Đây, anh em nhìn sợi dây này, đây dây là dây màu trắng xanh xanh thế này nha. Đấy, xanh xanh, nói chung nó xanh nhiều hơn. Rồi. Cuộn này là 2.5, sức tải là 22 kg, độ dài là 150m QR này. Đấy, dòng này thì tải khỏe nha, IGK này, đấy, made in Japan. Đấy, hàng chưa qua sử dụng luôn. Rồi, cuộn này để cho anh em giá chỉ có 350k nha. Hàng này hàng nội địa Nhật Japan, 350k, giá thì giá sale cho mọi người thôi, chứ bình thường cuộn này trên dưới phải 650.000 nha. Rồi, cuộn này để cho anh em giá là 350 thì bên em sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn Sphere số 9 nha. Đây cuộn 150m 2.5 sức tải 22 kg, cuộn này tặng thêm cuộn này, giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 350k, 2.5 tặng thêm cuộn Sphere số 9 này, fluorocarbon Shimano Japan nha. Đấy, Lander này dây màu trắng nha. Cuộn này thì băng nó bán giá là 150.000 nha. Rồi cuộn này tặng thêm cuộn này, giá bao nhiêu? Vẫn chỉ có 350. Mã số 13. Tiếp tục mã số 14. Tiếp tục mã số 14. Tiếp tục là em có một dòng cước fluorocarbon. Cước PE này. Cước PE là sao? Cước PE là sự kết hợp giữa cước và PE giúp da cực kỳ chắc khỏe. 1 2 3 4. 4 cuộn tặng một cuộn giá 200k, còn nguyên lốc này là 400k nha. Rồi, mã số 14. Nguyên lốc này giá 400k, 0.55, sức tải 10 kg. Sức tải là 55 lb, 22 kg nha, mã số 14. Tiếp tục mã số 15. Rồi, 15 tiếp tục là em có dòng PE nè. Dòng PE nó là PE siêu bền, nầu đồng cấu đá, chuyên về cho anh em câu biển, kháng mặn, nói chung là anh em câu xong thì khỏi phải máy. Không bao giờ suy nghĩ luôn, loại này là sức tải 40 lb. 40 lb là tương đương với 20 kg. 500m là 0.32, lỗi là lỗi Y8. Dây là dây PE siêu bền, đầu đồng cấu đá. Rồi mã số 15, cuộn này giá bao nhiêu? Giá chỉ có 400k. 400k là loại này là 500m dây nè. 500m dây. Rồi, sẽ số 4. Rồi, sẽ thêm anh em một cuộn dây. Loại này là chuyên về cho anh em làm lander nha. Đây qua 30m, sức tải 34 kg, dây màu xám này. Rồi cuộn này tặng thêm cuộn này, giá bao nhiêu? Hai cuộn PE nha, hai cuộn dây dù. Giá vẫn chỉ có 400k, mã số 15. Rồi, mã số 16 tiếp tục là em giới thiệu cho một người cũng là JPE luôn, JPE siêu bền nữa luôn. Rồi, tiếp tục mã số 16 tiếp tục là JPE siêu bền nha, nâu đồng cấu đá, chuyên cho anh em biển câu biển nha. Dòng này là PE, này là PE kháng mặn nha, 0.40 tương đương với cước số 6, 60 là PE lỗi Y8 nha. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá chỉ có 400k. Cuộn này để cho anh em giá là 400k, loại này là số 6 này, sức tải 40 lb. Rồi, vẫn tặng cho một người một cuộn lander này, một cuộn PE nha, PE đây qua này. Rồi, cuộn này 400k, tặng thêm cuộn đây qua lander, dây dù cũng dây dù 30m. Đấy, mã số 16, giá vẫn chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 17. Rồi, 17 cũng tiếp tục là dòng đây, cũng PE siêu bền, nâu đồng cấu đá, chuyên biển kháng mặn, loại này là 1.0, sức tải 15 lb, là 15 lb là tương đương khoảng là 6 kg nha, là 0.16 tương đương với là lỗi 8 này. Loại này thích hợp về cho anh em lưu rê đánh u lề cảm giác. Để dây siêu nhỏ nha. Rồi, dây PE siêu bền, nâu đồng cấu đá, kháng mặn, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Giá là 400k, 0.16, 500m, 1.0. Rồi, sẽ thêm anh em một cuộn rồi, một cuộn Samba, một cuộn Sphere này, loại này là 9.0, 550m, sức tải 24 kg. Cuộn này tặng thêm cuộn này, giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k nha. Cuộn này là 500m, tặng thêm cuộn này, giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 17, 1.0, 0.16, dây PE siêu bền, nâu đồng cấu đá, kháng mặn. Tiếp tục mã số 18. Rồi, 18 tiếp tục là em có một dòng cước này, dòng cước của IGK nha mọi người. Dòng là nylon mono này, đấy, monolymer này, nên dòng này có pha carbon, nên dòng này nó đánh nó thẳng nha, nó không bị xoắn nha mọi người.
Rồi, loại này là số 4, sức tải là 8 kg nè, tương đương với 17 lb nha. Đây, dây này là cụm này 500m. Số 4 hàng chưa qua sử dụng này còn nguyên bao bọc nha. Cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Cụm này để cho anh em giá là 400k là 4.0, tương đương với 0.33, độ dài là 500m. Rồi, cụm này số 4. Số 4. Rồi, thêm anh em một cụm Fluoro Carbon luôn. Fluoro Carbon này, đấy dòng spare là fishing line nha, là Fluoro Carbon 100%, dây là dây màu trắng, cụm này tặng thêm cụm này là tổng chiều dài là 600m dây, giá vẫn chỉ có 400k, mã số 18. Tiếp tục mã số 19. Rồi, 19 tiếp tục là dòng PE đây. Loại này là 8.0 này, 8.0 là sức tải là 80 lb, là 0.48, chuyên về cho một người câu biển nha, mọi người nhìn xài dây nè. Là loại dây siêu bền nâu đồng cố đá nha, chuyên về cho anh em câu biển rồi. Rồi, dòng này là của thằng Fishing Line luôn, dòng Fishing Line nha. Đây dây đây anh em nhìn xài dây này, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi cuộn này 500m để cho anh em giá bao nhiêu? Mã số 18. Để cho anh em giá chỉ có 400k thôi. 400k là 8.0. Rồi sẽ thêm anh em thêm một cuộn cước nè. Một cước đây qua nè, loại này là 0.50 nè, độ dài 100m sapan nha. Dây là dây màu trắng, hàng chưa qua sử dụng nè, cuộn này tặng thêm cuộn này. Giá vẫn chỉ có bao nhiêu? Mã số 19. Hai cuộn đều chưa qua sử dụng, giá vẫn chỉ có 400k thôi. Mã số 19. Tiếp tục mã số 20. Rồi, 20 cũng tiếp tục là PE siêu bền luôn. Đây, loại này thì em về còn được hai cuộn này. Về được hai cuộn nha mọi người. Hai cuộn là độ dài là 500m trên một cuộn này. Sức tải là 100 lb là 50 kg nha, 0.55. Chuyên về cho một người săn hàng đánh cá biển luôn. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này là số 10 nha, để cho anh em giá chỉ có 400k trên 500m dây. Lỗi PEX8, dây là dây siêu bền nâu đồng của đá, anh em nhìn sợi dây nè, cực kỳ bền nha, lỗi là lỗi kép nha. Dòng này thì cực kỳ bền, cực kỳ trâu bò dây dù. Rồi mã số 20, để cho anh em giá bao nhiêu? 20, cuộn này để cho anh em giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 21. Rồi, tiếp tục mã số 21. Rồi 21 tiếp tục là em có dòng PE nè, loại này là 5.0 là 0.37 nè, là dây PE siêu bền nâu đồng cố đá, chuyên về cho anh con anh em câu biển nha. Câu biển, câu nước ngọt, câu ngâm lăn xe đều được hết, lõi là lõi 8, dây là dây cực kỳ bền luôn. Sức tải 50 lb 500m, cuộn này để cho anh em giá mã số 21 này để cho anh em giá bao nhiêu? Giá chỉ có 400k trên 500m dây, là dây số 5 nha. Dây số 5. Rồi tặng cho anh em thêm một cuộn cước đi. Thêm anh em một cuộn cước dây số 5 này. Rồi thêm anh em một cuộn cước ở đây qua 0.50. Đấy, dây là dây màu trắng. Dây này đánh cực kỳ đã nha, cực kỳ dai, cực kỳ trâu luôn. Hàng chưa qua sử dụng. 100m cuộn này tặng thêm cuộn này. Giá bao nhiêu? Mã số 21. Giá phân chia có 400k, số 5, 0.37. Tương đương với số 5 là độ dài 500m, sức tải 25 kg nha, 50 lb. Mã số 21. Giá chỉ 400k. Tiếp tục mã số 22. Rồi. Rồi 22 tiếp tục là em có hai cuộn dây này, hai cuộn dây Shimano nha mọi người, dòng là dòng Spear Fluoro Carbon 1.0 50m, sức tải 4.8 kg. Loại này là 0.16 ml. Hai cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Hai cuộn này để cho anh em giá là 300k. Đấy, dòng Spear, dòng là Fluoro Carbon nha, hàng Sapan. Đấy, hàng Sapan nha. Spear 1.0, hai cuộn 1.0 giá là 300k, mã số 22. Tiếp tục mã số 23. Rồi, 23 tiếp tục là em có dòng 23. Rồi. Rồi 23 tiếp tục là em có một dòng PE này, loại này là 1.0 nha mọi người. PE 1.0 thích hợp về cho anh em lưu relox hoặc đánh UL cảm giác rồi nè. 150m, sức tải là 9.5 kg. Rồi dây số 1 nha, dây đây, dây này là hàng chưa qua sử dụng nha mọi người, đủ 150m cho mọi người luôn. Rồi dây nó kiểu màu trắng trắng xanh xanh. Đây mã QR của nó nè. PEX8 nha, dòng này là Xpander nè, đây. IGK Made in Japan nha. Hôm nay tiếng Nhật thì chịu, mã QR của nó. Rồi, cuộn này giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 350k là số 1 nha mọi người. Dây chuyên cho anh em luôn. Dây số 1. Rồi, sẽ thêm cho anh em một cuộn Spear loại đây. Thêm anh em một cuộn Fluoro Carbon Spear số 9 này, 50m, sức tải 21 kg, cuộn này tặng thêm cuộn này, giá bao nhiêu? Vẫn chỉ có 350k, mã số 23. Tiếp tục mã số 24. Tiếp tục mã số 24 nha. Rồi, 24 tiếp tục là cước PE nha mọi người. Đây.
cước PE 0.50 nè, 0.60 nè, 0.45 nè. Đấy. Rồi, cước PE nè, lọ này là cái PE là sao? Cước PE là sự kết hợp giữa cước và PE giúp chơi cực kỳ chắc khỏe. Lọ này là 0.45, độ dài là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cụm này là giá bao nhiêu? 10 cụm này là giá là 400k, là 8 cụm tặng 2 cụm. Còn anh em mua 4 cụm tặng 1 cụm là 400m, tặng thêm 100m nữa 500m chơi liền với nhau. Giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 200k. Rồi, mã số 24, giá 200k. 0.45 là tương đương với cước số 7, độ dài là 100m, sức tải 40lb. Sức tải 40lb là 18kg nha. Rồi, 200k 4 cụm, mã số 24. Tiếp tục mã số 25. Rồi, 25 tiếp tục là cước PE nè, loại này chuyên về cho anh em săn hàng này. Đấy, cước PE là sự kết hợp giữa cước và PE nha, dây cực kỳ chắc khỏe. Đấy. 0.60, loại này là 50lb, sức tải là 12kg, độ dài là 100m là không là sức tải 24kg này. Anh em sẽ dây cước nè, cực kỳ đã nha. Dòng này càng câu càng thẳng luôn. 1 2 3 4, 4 cụm tặng 1 cụm, giá chỉ có 200k. Còn nguyên lốc này là bao nhiêu? Nguyên lốc này là 400k, là 8 cụm tặng 2 cụm. Mã số 25, giá 200k là 4 cụm tặng 1 cụm, là 500m chạy liền với nhau á. Tiếp tục mã số 26. 26 tiếp tục là mã số 26 tiếp tục là cước PE. Loại này cũng 0.50 là sự kết hợp giữa cước và PE. Rồi, 1 2 3 4, 4 cụm là 400m, tặng thêm 1 cụm là 500m, giá bao nhiêu? 500m chạy liền với nhau 200k. Còn nguyên lốc này là 8 cụm tặng 2 cụm là 800m, tặng 200m nữa là 1000m, giá vẫn chỉ có. Mã số 26, giá vẫn chỉ có 400k. Rồi, mã số 26 giá là 200k thì 4 cụm tặng 200k là 4 cụm tặng 1 cụm nha. Tiếp tục mã số 27. Rồi, 27 tiếp tục là em có dòng PE này. Rồi, 27 tiếp tục là em có dòng PE loại 2.5 này. Đấy, PE chuyên về cho anh em lure nha. Dây này là dây PE IGK này, dòng này là dây PE 7 màu nha mọi người. Sức tải 22kg, độ dài là 105m, mã QR của nó nè. Đây, cụm này cũng made in Japan nha. Rồi, cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Cụm này để cho anh em giá là 650k. Sức tải 22kg, 2.5, độ dài là 150m, mã QR của nó nè. Rồi, mã số 27, dây PE chuyên cho anh em luôn. Rồi, bán tặng cho anh em thêm một cụm Spear nha. Lure Spear đi. Rồi, Spear 0.50 nha. Spear loại số 9 đâu rồi? Đây, thêm anh em cụm số 10 đi. Cụm Spear 50m 0.60, sức tải 23kg, dây màu trắng. Cụm này tặng thêm cụm này, mã số 27, giá vẫn chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 28. Rồi, 28 tiếp tục là em có dòng cước đi. 28. Rồi, tiếp tục là em có một cụm cước trục nha, chuyên về cho anh em săn hàng. Cước này là cước số 16 nha. 1 2 3 4 5 6 7. 7 cụm nha. 7 cụm là 50m trên một cụm là 7 cụm là đâu rồi? 7 cụm nha. Và 7 cụm này là độ dài là 350m nha. 7 cụm là 350m, dây liền với nhau bốt. Dòng này chuyên về cho anh em săn hàng đánh cá đại dương rồi nha. Số 16 50m 1000 yên. Rồi, nguyên lốc này để cho anh em giá bao nhiêu? Nguyên lốc này là 350m, để cho anh em giá chỉ có 300k. Mã số 28. Tiếp tục mã số 29. Rồi, tiếp tục mã số 29. 29 tiếp tục cũng là dòng bốt đó, nhưng mà dây này dây số 3 này, nói trẻ hơn này là 550 yên này. Đây, dòng này thì bao nhiêu cũng 1 2 3. Rồi, nguyên lốc này là cái này nó có bị bể góc nữa này nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 cụm nha. 17 cụm 50m trên một cụm, 17 cụm dây liền với nhau nha. Rồi, xe anh em nguyên lốc này để cho anh em giá bao nhiêu? Nguyên lốc này để cho anh em giá là 300k thôi. Bốt 50m. Đây một cụm dây liền với nhau, tổng giá là 17 cụm nha. Mã số 29. Giá 300k. Tiếp tục mã số 30. Rồi, tiếp tục mã số 30. 30 tiếp tục là em có dòng cước Big Game nè. Dòng này là Big Game 0.60 nha. 0.60 là tức tải là bao nhiêu? 35lb nè, là 50m trên một cụm, hàng mắt in USA nha. Rồi, loại này nguyên lốc này để cho anh em giá bao nhiêu? Nguyên lốc này để cho anh em giá chỉ có 200k, 200k trên một lốc này nha. Là dây 0.60 nè, là tấm chiều dài 500m. Mã số 230. Tiếp tục mã số 31.
31 tiếp tục là em cũng có kề dòng cước cấu con cá này. Dòng này cơ đánh cực kỳ hay nha. Số 7 150m sức tải là 32 là B. Sapa này 0.45 sức tải 16 kg sốt này. Rồi nguyên lóc này để anh em bao nhiêu? Nguyên lóc này để cho anh em giá chỉ có 4 cụm tặng 1 cụm giá 200k, còn nguyên lóc này để cho anh em giá bao nhiêu? 400k bao ship luôn. Là anh em 8 cụm tặng 2 cụm nha. Mã số 31. Số 7. 4 con cá Sapa để cho anh em giá chỉ có mã số 31. Giá vẫn chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 32. 31. Còn anh em mua 4 cụm tặng 1 cụm giá vẫn chỉ có 200k nha. Mã số 32. 32 tiếp tục là dòng Daiko. Rồi, dòng cước Daiko, dòng này là dòng cước nội địa Nhật nha mọi người. Đây, loại này là 0.40 này, dòng này là cước 3 màu, 5 gào nha mọi người. Dòng cước 5 màu con tắc kè này, hàng này là của Super Powerline nha, dòng này là hàng nội địa Nhật này. Đây, của tắc kè này. Đây, con tắc kè đây nha mọi người. Nhưng mà còn loại này là hộp này, loại này là nguyên cụ nha. Đây, của Sapan nội địa Nhật nha mọi người. Sapan nội địa Nhật. Rồi. Và loại này là con tắc kè 0.40 là tương đương với sức tải 16 kg, 50m trên 1 cụm, 10 cụm này là 500m, dây là dây 7 màu. Rồi nguyên lóc này để cho anh em giá bao nhiêu? 500m dây để cho anh em giá chỉ có 250k. Mã số 32. Tiếp tục mã số 33. Rồi, tiếp tục mã số 33. 33 tiếp tục là em có dòng cước Daiko. Rồi, Daiko loại này là 0.42 này. Loại này là 0.42 là sức tải là 19 kg. Sức tải là 19 kg là 0.50 này, tương đương cước số 6 nha. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cụm nha, 8 cụm để cho anh em giá bao nhiêu? 200k. Rồi thêm anh em cụm này nữa luôn, thêm anh em một cụm Daiko 0.47 này, dây là dây màu này, loại này là 0.42, cụm này 0.47, 150m nữa. Rồi giá vẫn chỉ có 200k. Mã số 33. Tiếp tục mã số 34. Rồi 34 tiếp tục là giới thiệu cho anh em là một dòng cước fluoro carbon. Đây, fluoro carbon dây số 3 nha mọi người. Dây số 3 thích hợp về cho anh em làm trục làm thẻo, câu ISO đồ cực kỳ khỏe luôn. 3.0 là 0.28, sức tải là 9.9 kg, 500m, là một dòng cước tàng hình mềm mịn và không bụi sắn. 3.0 nha, 500m. Đây anh em nhìn sợi dây này, tàng hình mềm mịn và không bụi sắn luôn. Rồi 3.0. 3.0 là sẽ thêm cho anh em thêm một cuộn gì đây. Rồi. Rồi thêm anh em một cuộn cước nè, cước carbon luôn. Cước fluoro carbon luôn, loại này là số 5 250m nữa. Rồi cụ này 500m, tặng thêm cụ 250m nữa. Mã số 34, giá vẫn chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 35. 35 tiếp tục là cụ cước fluoro carbon. Dòng này là dòng số 3 này. Dòng này là cước thẻo nha, chuyên vào cho một người câu chép nha mọi người, câu chép câu biển luôn. Nói chung là dòng này thì cực kỳ đã luôn, dây là cực kỳ dai luôn nha. Chuyên về cho anh em làm thẻo, là một dòng cước tàn hình mềm mịn và không bụi sắn. 3.0 là 0.28, sức tải là 9.9 kg, fluoro carbon fishing line classic 500m. Rồi cụm này số 3 0.28, sức tải là 9.9 kg, để cho anh em giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k. Anh em về làm trục câu ISO luôn nha, làm trục máy rồi cực kỳ đã luôn. Rồi thêm anh em thêm một cụm trục luôn này, loại này là 200m, dây số 3, cụm này 500m, tặng thêm cụm này 200m nữa là 600m, để là 700m. Mã số 34, giá vẫn chỉ bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k. Rồi em lên 34 mã nha.